Nam thanh niên manh động đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. Trong những ngày gần đây, nhiều nơi xảy ra tình trạng người dân đổ xe ở trên đường hoặc trước cửa nhà vào ban đêm thì bị một số đối tượng đập phá kính xe để trộm cắp tài sản. Các đối tượng rất tinh vi, thường hóa trang không để nhận dạng, gây nhiều khó khăn cho việc điều tra xác minh. Vì vậy, bên cạnh giải pháp phòng ngừa đấu tranh lực lượng công an thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc tự phòng, tự bảo vệ tài sản, không để phương tiện giao thông ở những nơi vắng vẻ, khuất tầm nhìn, không có người trông coi. Cần trang bị đầy đủ thiết bị camera an ninh, gắn báo động. Khi đổ xe vỉa hè, chủ phương tiện không để túi xách tiền, giấy tờ và các tài sản có giá trị khác trong xe để đảm bảo an toàn. Tình huống camera sau đây xảy ra tại Quảng Bình khi một đối tượng tiếp cận xe dễ dàng đập kính mở cửa trộm nhiều tài sản trong xe. Để chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đập phá kính xe ô tô, người dân cần nâng cao cảnh giác trong bảo vệ tài sản. Khi rời khỏi phương tiện, người dân không nên để lại tài sản có giá trị trên xe, không đổ xe nơi khuất tầm nhìn vắng người qua lại. Trường hợp đổ xe trước cửa nhà vào ban đêm thì phải lắp thiết bị báo động, camera quan sát nhằm ghi lại hình ảnh, phục vụ cho việc xác minh làm rõ vụ việc khi cần thiết. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.